nhặt được vàng. Thôi chết, đã nửa chiều rồi, phải đi thôi. Không biết túi vải của ai bỏ quên. Nhớ có người tham lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của lắm. Thôi, cứ mang về nhà rồi viết mảnh giấy để người mất biết mà tìm. Đây là đồ người ta bỏ quên trong miếu. Mình xem trong túi có gì. Mai mốt có người đến nhận, đúng thì trả lại cho người ta. Ôi, vàng! Nhiều vàng quá ông này. Ừ, nhưng vàng này là của người ta. Bà chớ có đụng tay vào. Mình an tâm, tôi hiểu chứ. Cụ ơi, cụ có thấy cái túi ở đây không? Túi nào? Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi trưa trong miếu này. Quá thật, lâu không thấy túi đồ anh nói. Khổ thân tôi, thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn 10 năm nay. Bao nhiêu công lao trôi sông trôi biển cả rồi, khổ thân tôi chứ. Tôi thì không thấy cái túi, nhưng mà có mảnh giấy của ai đó dán ở đây. Có lẽ để lại cho anh đây. May quá, cảm ơn cụ. Phải đến xin chuộc lại cái túi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người bỏ quên túi vải trong miếu trưa nay. Nghe nói... Ồ, nếu đó là của bác, thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào. Trong đựng những gì? Đó là túi vải. Trong đựng một ít lương khô đi đường. Thế thì không phải túi của bác. Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ. Xin bác hãy đợi một chút. Quả thật đó là túi đồ của bác rồi. Xin mời bác nhận lại. Ôi, thật là tôi lại tìm thấy nó sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vàng của tôi kể như đã mất, mai sau lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn. Ấy chết, trả lại đồ vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường. Có ơn gì đâu mà đền. Bác đã làm một việc thiện. Được đền ơn là đúng lẽ đời mà bác. Đã làm việc thiện đừng nghĩ đến ơn nghĩa. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Thôi, xin bác cứ vui lòng nhận lại. Đừng làm thế. Bác phải lao tâm khổ tứ làm lụng bao nhiêu ngày mới có được chút của ấy. Đâu phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà có được. Bác khỏi ái nái làm gì. Bác có cho, có biếu, tôi cũng xin không nhận lại đâu. Phàm có tiền dễ quá, người ta dễ trở nên hư đốn. Bác thông cảm giúp. Tấm lòng bác thật là tấm lòng của tiên, của Phật. Xin ngàn lần cảm ơn bác. Giáng sinh ấm áp. Giáng sinh sắp đến rồi, đã có ai trang hoàng gì chưa? Năm nay bọn trẻ nhà tôi rất háo hức, nên nhất định phải làm cây thông thật to mới được. À, hay là dọn đường xong, cả xóm mình phải trang trí thêm đèn nhái cho lung linh nhỉ? Có vẻ tuyệt đấy. Ừ, hay đấy. Chào mọi người.
Ồ, cô Maria đón con về rồi đấy à? Dạ vâng. Cháu chào bác Jim. Cháu chào ông Rao. Cháu chào bác Helen. Ừ, chào cháu, Nancy. Tội nghiệp nhà cô Maria. Từ khi chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, một mình cô ấy phải đầu tắt mặt tối suốt ngày, vừa trả nợ, vừa phải lo cho hai đứa con thơ. Thật khổ. Phải đó. Thế nên bây giờ trong cô ấy lúc nào cũng buồn, sống thu mình và lặng lẽ. Ngày xưa lúc chồng cô ấy còn sống, cô ấy hòa đồng, vui vẻ là thế. Thôi, chúng ta dọn nhanh cho xong, còn về trang trí nhà cửa để còn kịp đón Giáng sinh. Mẹ ơi, đèn nháy đẹp chưa mẹ kìa. Ôi, nhà bác Jim còn có cây thông to bên ngoài nữa. Đẹp quá mẹ ơi. Mẹ ơi, khi nào thì nhà mình trang trí nhà hả mẹ? Ngày kia là Giáng sinh rồi. Chào bác Helen. Cháu chào bà Helen ạ. Chào hai mẹ con. Bác ơi, cho cháu gửi hộ bé Nancy ở nhà bác một ngày được không ạ? Hôm nay cháu phải tăng ca đến khuya mới về. Bác biết đấy, Giáng sinh nên hôm nay được nghỉ học. Thế bé Tom đâu rồi? Dạ, cháu gửi nhà bác Jim trong hộ rồi ạ. Ồ, vậy hả? Nancy, vào đây với bác. Bác Helen, cảm ơn bác nhiều lắm. Nancy, con phải ngoan đấy. Không được nghịch nha. Dạ. Con chào mẹ. Nancy, cháu vào chơi cùng chị Lily nha. Nancy, vào đây. Nancy, em nhìn kìa. Cây thông nhà chị có nhiều ngôi sao lấp lánh không? Đẹp quá chị ơi. Thế cây thông nhà em có đẹp và to thế này không? Năm nay nhà em không có gì cả. Sao lại không có gì? Sao em không bảo mẹ trang trí nhà đi? Mẹ em bận lắm. Em mà đòi sẽ làm mẹ buồn. Hôm nay mẹ phải làm tận khuya mới về. Bác Helen ơi. Bác Helen, bác có nhà không ạ? Nancy ơi. Hay là bác Helen đưa Nancy về nhà rồi? Chúc mừng Giáng sinh, Maria! Mẹ ơi, mẹ xem kìa, nhà ta đã có một cây thông rực rỡ chưa? Mẹ biết rồi, mẹ hạnh phúc lắm con à. Cảm ơn tất cả mọi người đã đem đến cho gia đình chúng tôi một Giáng sinh bất ngờ và ấm áp biết bao. Sao lại không nhỉ? Chúng ta sinh ra đều xứng đáng có được một mùa Giáng sinh thật ấm áp và vui vẻ. Từ nay, hãy luôn nhớ có chúng tôi ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều yêu mến cô Maria. Chúc mừng Giáng sinh an lành, ấm áp. Chúc mừng Giáng sinh, Maria. Bảo anh đi từ sáng cho mát mẻ mà anh không nghe. Thôi mà em, lâu lâu mới về thăm mẹ. Để con chơi lâu một chút cho mẹ vui. Nào My, đội cái mũ và bịt khẩu trang vào nhé. Ngoài đường bụi lắm đó. Vâng ạ. Từ giờ đến tối mà không có xe lên thì không biết thế nào nữa. Em cứ bình tĩnh đã nào. Kiểu gì rồi cũng về được nhà trong hôm nay thôi. Mẹ ơi, con nóng. Cố đợi chút nữa nào con. Sắp có xe rồi. Anh chị đợi xe đúng không? Mời lên xe tôi chở.
Vâng vâng, tốt quá. Thấy cháu bé đứng đợi xe cùng anh chị nắng nôi thế này vất vả, mà cũng chưa biết từ giờ đến tối có xe không nữa. Cảm ơn bác. Chắc là anh ta đi xe một mình thấy lãng phí, nên rủ thêm nhà mình đi cùng để đỡ tiền xăng xe đây. Thôi thế cũng là tốt rồi, không có người ta thì không biết phải còn đợi xe đến bao giờ nữa. Anh chị và các cháu về quê chơi mấy ngày lễ đó hả? Dạ, tranh thủ được mấy ngày nên cho cháu về chơi với bà bác ạ. Nhà còn có mỗi mình bà thôi. Thế là phải, chỉ cần lâu lâu lại được trông thấy con cháu là các cụ mừng rồi, chứ chẳng cần gì nhiều đâu chú ạ. Vâng, bác nói đúng ạ. Có xe riêng như bác đi lại còn đỡ, chứ như chúng em mỗi lần mà về quê mệt lắm. Hết xe khách rồi xe ôm, lỉnh kỉnh đủ thứ, vợ chồng con cái nhếch nhác lắm. Vâng, thôi thì chịu khó vậy. Mẹ già cũng chẳng thể sống đời ở kiếp mãi với con cháu được. E rằng... Dạ vâng. Thế nhà cô chú ở chỗ nào? Dạ, chúng em ở cạnh hồ Hồng Liên đó bác. Ở đó sáng vào nội đô làm việc đường cũng tắc đấy nhỉ? Dạ, đi lại vất vả lắm bác ạ. Đường thì vừa tắc vừa bụi vừa khói nữa chứ. Thôi chết, mãi nói chuyện đi qua đường rẽ vào nhà anh chị rồi. Thôi không sao bác ạ, để nhà em xuống đây rồi bắt xe ôm về nhà cũng được. Dạ đúng đấy ạ. Thôi, để đi hết đoạn đường đông này, tới lối rẽ sau tôi quay xe lại. Đằng nào hôm nay tôi cũng không vội. Này, lát nữa không biết gửi người ta bao nhiêu nhỉ? Anh cũng chịu, em cứ biếu bác ấy mấy trăm để phụ bác ấy đổ xăng. Thiếp, mấy trăm cơ á? Thế thì quá bằng đi xe khách rồi, chứ gọi chi là đi nhờ nữa. Em... Đến nhà anh chị rồi đấy. Dạ, nhà em gửi bác ít tiền để phụ bác đổ xăng, mong bác nhận cho ạ. Thôi, tôi không lấy đâu. Dạ, xin bác nhận đi ạ. Chúng em phải cảm ơn bác nhiều lắm. Không có bác thì không biết bao giờ mới lên được đây nữa. Thôi được rồi, anh chị cứ chuyển đồ xuống đi, để tôi bế cháu xuống cho. Thế nha, chào cháu bé nha. Dạ, cháu chào bác ạ. Khiếp, anh làm gì mà cứ như người ta làm từ thiện cho nhà anh không bằng, bằng mấy số tiền đi xe khách đấy. Ơ, em, sao em lại nói vậy? Không có người ta tự nguyện dừng lại, thì có mà em lên đây được sớm như thế này chắc. May mắn mới gặp được bác ấy đấy. Nhưng mà người ta cũng có cho không anh đâu, vẫn mất tiền đấy thôi. À, mẹ ơi, lúc nãy bế con xuống, bác lái xe dặn, khi bác đi mới được đưa cái này cho ba mẹ. Ơ, thế ra bác ấy... Đấy, em lúc nào cũng tính toán so đo thiệt hơn mãi. Người ta có như em nghĩ đâu, đời còn nhiều người tốt lắm. Ờ, đúng là... Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.